chỉ có chở người nữa mà nó lại còn cả giao hàng, cả ship đồ ăn. Bây giờ cả mấy ứng dụng đấy nó đều thế, cả Grab, cả Công Việt. Người ta phát quần áo kia, mua quần áo kia, và cứ thế mà khi nó mượn của nhau, nó mua của nhau cũng được. Ăn luôn nhá. Vâng. Hơi sớm một tí. Không, cái không từ 2 rưỡi đến 4 giờ ấy. Mình toàn 4 ăn, giờ mình toàn ăn mỗi